Hello, xin chào mọi người. Dạo này giang hồ cứ rần rần lên cái vụ mà trí tuệ nhân tạo á, nó lợi hại lắm. Không biết là có ai thắc mắc giống như mình không? Chứ là mình cũng tò mò lắm. Nhưng mà khổ nổi một cái á, là cái gì, cái khả năng tìm kiếm mà sàng lọc thông tin của mình nó bao nhiêu đây? Mình không có biết gì về nó hết trơn á. Mà nhan nhản thông tin ở trên TikTok hay là YouTube thì nhiều lắm. Nhưng mà những cái thông tin này á, nó chỉ dành cho những bạn đã biết rồi, đã có cái kiến thức. Ai biết rồi, ai có kiến thức rồi, nhìn vô cái là người ta hiểu liền hà. Còn như giống y như mình đây nè, mình đâu có biết cái gì đâu, giờ người ta nói cũng giống y như là vịt nghe sấm vậy đó, không có hiểu. Nói thiệt với mọi người á, là mình tìm tới cái khóa học này là tại vì mình tò mò. Thứ nhất là mình tò mò thắc mắc coi là nó có thật sự là hay giống y như vậy không. Còn thêm một cái thứ hai nữa, cái thứ hai mới là nguyên nhân chính, là cái khả năng tổng hợp thông tin ngoài mạng xã hội của mình á, gần như là kém lắm, không có. Cái kiến thức nền tảng về cái này á, về cái trí tuệ nhân tạo này á, là mình chưa hề có cái gì hết. Nên thôi mình mới mạnh dạn mình đầu tư một cái. Đó, là bạn đã tổng hợp tất cả cái thông tin kiến thức về cái này rồi một cách rất là dễ hiểu luôn. Mình không có biết cái gì hết trơn á, nhưng mà mình coi mình vẫn hiểu được. Bạn nó có kèm theo cái ví dụ rất là dễ hiểu luôn á. Nên bạn nào mà có cùng cái sự tò mò thắc mắc giống như mình á, hoặc là mình muốn tìm hiểu AI một cách nghiêm túc á, thì mình có thể cân nhắc cái khóa học này nha.